Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay cơ sở điện tử Hải Tâm hotline 0942 62 345, website camera quay trộm.net. Hôm nay xin giới thiệu đến toàn thể khách hàng bên mình một cái dòng camera ngụy trang siêu nhỏ mẫu S400. Đây là dòng camera pin khủng các bạn nhé. Dòng này thì giúp mình có thời lượng pin liên tục là 20 tiếng với kích thước siêu nhỏ, ngụy trang vào các loại mắt cúc áo, cúc ốc vít hay là cúc đầu đinh. Đó, thì bên mình có là nhận độ chế camera theo yêu cầu các bạn nhé. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp với hotline 0942 62 2345 thì bên mình nhận độ chế camera vào tất cả các đồ vật dân dụng hiện nay trên thị trường các bạn nhé. Thì đây chính là chiếc camera S400 này các bạn. Đó, đây là loại S400 quay ngày, do đó nó sẽ có một bộ cúc áo để các bạn ngụy trang này. S400 quay đêm có hồng ngoại nên không có cúc áo nhé. Tiếp theo là một dây sạc này. Đấy, đây là thiết bị này, S400 quay ngày, mắt cam siêu nhỏ luôn. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này thì nó sẽ có thông tin thiết bị này, rồi thông số kỹ thuật này, cách cài đặt sử dụng này. Đấy, nhưng mà tất cả là tiếng Anh hết. Đấy, do đó là bên mình đã viết ra, soạn ra kèm một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt để gửi đến các bạn, làm sao các bạn có thể kết hợp giấy hướng dẫn sử dụng với video hướng dẫn sử dụng của mình để có thể sử dụng chiếc camera S400 này một cách hiệu quả nhất và biết hết các công dụng của nó các bạn nhé. Đấy, thì ưu điểm của chiếc S400 Plus này nó hơn những dòng sản phẩm khác, đó chính là hoàn toàn không dây, có chất lượng hình ảnh là full 4K và đặc biệt là thời lượng pin của nó là được 20 tiếng các bạn nhé, quay liên tục trong vòng 20 tiếng. Đó, mắt cam thì được độ lên mắt cam rất là nhỏ gọn luôn. Kèm theo đó là một bộ cúc áo để giúp các bạn ngụy trang. Đây, cúc áo thì gồm 7 món các bạn nhé. Đây, cúc quần to này. Đấy, cúc áo to này, cúc áo nhỏ này. Đấy, cái đầu đinh này, đấy, đầu ốc vít này. Đấy, và ba cái phụ kiện để các bạn lắp vào. Ok. Đấy, thì các bạn nào khi mua hàng thì các bạn sẽ nhận đầy đủ phụ kiện cũng như là giấy hướng dẫn, giấy bảo hành. Và bên mình sẽ tặng kèm bạn một chiếc thẻ nhớ để các bạn có thể lưu trữ dữ liệu vào camera khi bạn sử dụng camera. Đó, thì đây là toàn bộ những cái bộ sản phẩm khi bạn mua hàng các bạn nhận được nhé. Thì các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ S400 pin 20 tiếng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua điện thoại hoặc Zalo 0942 62 345. Bên mình sẽ cài đặt trực tiếp vào camera và các bạn chỉ việc bật lên và sử dụng thôi nhé. Các bạn có yêu cầu gì hoặc là muốn độ chế camera vào các vật dụng gì thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại hotline 0942 262 2345. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn cài đặt sử dụng cũng như test cho bạn xem chất lượng hình ảnh của nó nhé. Với cái cam này thì mắt cam là siêu nhỏ rồi, dây thì dây cam đây là dây dù hoàn toàn 100%, dây dù thì giúp các bạn gập biếc này, không may gập biếc này thoải mái không bao giờ hỏng nhé. Còn những cái hàng bán tràn lan trên thị trường, hàng rẻ tiền ấy thì các bạn gập cái là hỏng luôn. Nó không phải là dây dù mà là dây cước. Trong cái phần này thì nó sẽ có pin và main. Main của camera thì đây, main của camera thì nó sẽ có một nút reset này, một công tắc on off để tắt bật này và một chân sạc. Ngoài ra thì là trên chân sạc nó sẽ có khe cắm thẻ nhớ nhá. Thì khi bạn mua hàng bên mình sẽ cắm sẵn thẻ nhớ vào đây cho bạn luôn này. Ở đây mình sẽ cắm ấn vào. Đấy, nó kêu tạch một cái là ok. Khi đã cắm thẻ nhớ xong thì mình chỉ cần gạt lên on để bật thiết bị này. Thiết bị sẽ sáng đèn ở bên trong đấy các bạn. Đây là thiết bị đang hoạt động nhá. Ok, khi thiết bị đã hoạt động rồi thì mình chỉ việc là kết nối thôi, kết nối và sử dụng thôi các bạn ạ. Đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt sử dụng nhá. Để sử dụng được chiếc camera S400 này thì bắt đầu mình sẽ phải tải một cái ứng dụng về điện thoại. Ứng dụng thì sẽ có tên là Lookcam này. Đấy, biểu tượng như trên màn hình các bạn nhé. Ứng dụng Lookcam biểu tượng như trên màn hình. Các bạn nào dùng điện thoại iPhone thì các bạn vào App Store để tải. Các bạn nào dùng điện thoại Samsung, Vivo, Oppo thì các bạn vào cửa hàng CH Play tải cho mình ứng dụng có tên là Lookcam về nhé. Lookcam đây. Ok, khi camera đã được bật lên rồi và cái ứng dụng Lookcam cũng đã được các bạn tải vào rồi nhé, thì bắt đầu mình sẽ đi vào kết nối điện thoại của mình với lại camera S400. Bước đầu tiên để kết nối thì mình sẽ vào phần cài đặt của điện thoại này. Đó. Sau đó các bạn sẽ vào phần Wi-Fi cho mình nhé. Trong phần Wi-Fi thì khi bạn truy cập thì các bạn sẽ nhìn thấy có một mã Wi-Fi có chữ F vào đầu tiên này. Sau đó vài số vài chữ và không mật khẩu. Thì đây chính là cái Wi-Fi của cái camera S400 phát ra giúp mình kết nối điện thoại của mình với camera. Thì các bạn chỉ có việc ấn chọn kết nối này.
rất đơn giản đấy các bạn ạ, cực kỳ đơn giản luôn. Đó, đợi nó báo kết nối thành công là ok nhé. Ok, thiết bị đã báo kết nối thành công với điện thoại rồi thì mình thoát ra màn hình chính, sau đó truy cập vào ứng dụng Lookcam. Đó, truy cập vào ứng dụng Lookcam, các bạn đặt tay vào giữa màn hình vuốt nó xuống cho mình nhé. Đấy, thì nó sẽ nhảy ra một cái dòng như này, thì các bạn ấn cancel nhé. Tiếp tục nó chọn có chữ device online, tức là camera đang hoạt động nhé. Mình ấn vào tiếp và ấn cancel tiếp này. Đó, ok, đây là camera đang quay ở đây các bạn. Đó, nét chưa, các bạn thấy hình ảnh như này là ok chưa ạ? Quá là sắc nét luôn các bạn ạ. Đây, đó, quay rất là nét luôn các bạn nhé. Đây, đây mới chỉ là cái độ phân giải 1080 của cái camera S400 thôi, mình còn độ phân giải cao hơn nữa. Đây, các bạn ấn 1080 này và chọn 4K cho mình nhé, để chọn được độ phân giải cao nhất. Siêu sắc nét luôn. Đây, mình có thể quay cả chữ cho bạn xem nhé. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Mình sẽ quay cả tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho bạn xem này. Ok chưa ạ? Các bạn nhìn rõ chưa? Siêu rõ nét luôn các bạn ạ. Đây, quay cho bạn xem. Đấy, ok chưa? Siêu rõ nét luôn các bạn ạ. Cái này thì cam này các bạn có thể làm cam giám sát hay cam giấu kín đều ok hết nhá. Siêu nhỏ, siêu nét luôn. Đặc biệt là kết nối xem từ xa không giới hạn qua điện thoại luôn. Đó, rất là hay. Đó, ok. Thì đây chính là cái chất lượng hình ảnh thực tế của nó nhá. Quay gần hay quay xa đều rõ hết đây. Đây, mình sẽ quay ra xa cho bạn xem này. Rõ chưa? Quay gần quay xa đều rõ nét hết ạ. Đó, rất là ok. Thì trong quá trình khi bạn sử dụng cái camera S400 này nhá, thì các bạn có thể thu được cả hình cả tiếng luôn. Thu tiếng thì các bạn ấn vào cái loa này, các bạn sẽ thu được cả tiếng của nó luôn nhá. Mình bật âm thanh lên này. Đó. Do là hai thiết bị đang ở gần nhau và mình đang bật loa ngoài thì nó sẽ bị xung đột âm thanh, tạo ra cái tiếng vang vọng. Còn khi bạn để cam một nơi và điện thoại xem một nơi thì nó sẽ không bị đâu nhá. Tiếp theo là các bạn có thể ghi âm này, ghi âm thì ấn vào hình ghi âm, chụp ảnh ấn vào hình máy ảnh, ghi âm quay video thì ấn vào hình máy quay này. Hai cái hình tam giác là để đổi góc quay và chiều quay các bạn nhé. Cái 4K này để thay đổi độ phân giải này. Và cái bóng đèn màu xanh này để tắt đèn. Nhưng mà bên trong cái cam này thì đã được bên mình bọc kín hết rồi, nên do đó là cái ánh đèn của nó sẽ không phát ra ngoài được. Nên do các bạn tắt hay không tắt không quan trọng. Cái bên cạnh là để bật hồng ngoại. Nhưng mà cái tính năng bật hồng ngoại thì nó chỉ áp dụng với lại cái cam S400 Bluetooth thôi. Còn cái S400 ngày này thì nó không có chế độ quay đêm nhé, các bạn lưu ý nhá. Các bạn nào mà muốn quay đêm thì phải mua cái S400 Bluetooth. Còn đây là cái S400 ngày thì nó chỉ quay được ban ngày thôi, nó không quay được ban đêm. Ban đêm mà có ánh đèn hoặc là có đèn thì nó quay được. Còn nếu mà là tối đen xì là không quay được, tối đen xì các bạn dùng S400 Bluetooth nhá. Cái sản phẩm S400 Bluetooth thì cũng được bên mình đăng trên kênh YouTube của bên mình rồi, thì các bạn có thể vào tham khảo nhá. Đó, ok, thì đây là toàn bộ tính năng của nó nhá. Thì ngoài ra thì khi bạn sử dụng cái cam này thì các bạn sẽ có một số cái cài đặt mà các bạn cần lưu ý cho mình, khi bạn để các bạn có thể cài đặt và sử dụng nó hiệu quả nhất. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái cài đặt nhé. Cam đây. Để vào được phần cài đặt của nó thì các bạn ấn vào bánh răng cài đặt này. Sau đó các bạn ấn vào device setting cho mình nhé. Trong mục device setting thì nó sẽ có cái mục là cài đặt mật khẩu là modify device password này. Trong mục cài đặt mật khẩu nhá thì nó sẽ yêu cầu mình nhập cái mật khẩu cũ của nó vào. Cái mật khẩu cũ của cam này thì các bạn sẽ phải nhập cho mình là 123456 các bạn nhé. Đó, và cái dòng new password là mật khẩu mới, thì cái dòng mật khẩu mới này thì các bạn muốn đổi là gì thì các bạn nhập vào, và cái dòng dưới là nhập lại cái mật khẩu mới cho các bạn vừa đổi và chọn ok là xong. Tiếp theo là đến cái phần cài đặt thẻ nhớ. Cài đặt thẻ nhớ tức là cài đặt cái thẻ nhớ lắp trong cái camera S400 này nhá. Thì các bạn ấn vào SD card setting này. Trong phần cài đặt thẻ nhớ thì các bạn sẽ nhìn thấy ở dòng đầu tiên đó là auto record, tức là chế độ ghi hình 24/24. Và cái chế độ cái dòng thứ hai là alarm record, là cái chế độ ghi hình khi có chuyển động. Thì tức là ở cái chế độ này thì lúc nào có người di chuyển qua camera thì bắt đầu nó mới ghi hình. Còn các bạn chọn cái chế độ ghi hình trên thì lúc nào cứ bật camera lên là nó tự động ghi hình hết nhé. Thì các bạn có nhu cầu sử dụng chế độ ghi hình nào thì các bạn chọn ở mục đó. Đó, tiếp theo là cái dòng video duration này, tức là độ dài của mỗi đoạn video khi nó lưu lại trong thẻ nhớ nhé. Thì các bạn có thể lựa chọn độ dài 1 phút, 3 phút, 5 phút hoặc là 30 phút, làm sao mà cho phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình.
Cái dòng Total Space này là dung lượng của thẻ nhớ, và cái dòng Free Space này là dung lượng trống của thẻ nhớ các bạn nhé. Đó, và các bạn cũng có thể xóa dữ liệu trên thẻ nhớ đi bằng cách ấn vào cái dòng Format SD card này, là xóa sạch dữ liệu trong thẻ nhớ gắn trong cam nhé. Tiếp theo đến phần kết nối xem từ xa. Ví dụ là các bạn đặt cái cam này ở nhà mà các bạn đi đâu cũng muốn bật điện thoại lên và xem được nhé, thì các bạn vào phần Wi-Fi setting cho mình này, cái hình Wi-Fi và chữ Wi-Fi setting nhé. Trong phần Wi-Fi setting này, khi bạn truy cập thì nó sẽ hiển thị ra rất là nhiều các cái tên Wi-Fi. Thì các bạn xem cái tên Wi-Fi nào mà sóng khỏe nhất và mình biết mật khẩu, thì các bạn chỉ cần chọn vào cái tên Wi-Fi đó này, sau đó nhập mật khẩu của Wi-Fi này vào và chọn OK là xong nhé. Khi đó thì cái camera này các bạn để đâu mà để đâu thì cái điện thoại của mình ở bất kỳ đâu cũng xem được hết. Chỉ cần điện thoại của mình có 3G, 4G hoặc là Wi-Fi thôi là các bạn có thể theo dõi và giám sát được trực tiếp những cái hình ảnh từ cái chiếc camera S400 này nó truyền về điện thoại của mình thôi. Đó. Ok, còn những cái phần dưới này thì các bạn cứ để nguyên hết cho mình nhá. Đó là thông số hoặc là cái phần reset reboot thiết bị thôi, nó không quan trọng, các bạn cứ để nguyên hết cho mình. Chủ yếu là ba cái mục mình hướng dẫn các bạn bên trên. Đấy. Ok. Thì đấy là toàn bộ nội dung ở cái clip hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái chiếc camera S400 quay ngày, ngụy trang đầu bộ cúc áo đầu đinh. Đấy, dòng sản phẩm này thì hiện tại bên mình đang có sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm camera S400 này thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua điện thoại hoặc Zalo 0942262345. Các nào ở Hà Nội và Sài Gòn thì cứ qua trực tiếp cửa hàng của bên mình để xem hàng và thử hàng trực tiếp nhé. Còn với những cái bạn nào ở xa mà có nhu cầu mua hàng thì bên mình nhận ship hàng toàn quốc, và tất cả các sản phẩm bên mình gửi đi thì mình cam kết 100% sản phẩm như quảng cáo như giới thiệu. Các bạn nhận hàng được kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra mẫu mã này, thứ hai là kiểm tra phụ kiện, thẻ bảo hành này, và thứ ba là các bạn được bật camera lên và kết nối với điện thoại để test thử hình ảnh và âm thanh có đúng như quảng cáo, đúng 100% như giới thiệu ở clip này hay không thì bạn mới thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng. Trong trường hợp mà sản phẩm không đúng như mình quảng cáo hay là chất lượng hình ảnh không đúng như mình giới thiệu, các bạn trả lại hàng và không mất 1.000 phí nào các bạn nhé. Sản phẩm bên mình sẽ được bảo hành 1 năm, trong vòng 1 năm lỗi mình sẽ đổi mới hoàn toàn cho các bạn. Nên các bạn yên tâm sử dụng sản phẩm bên cửa hàng điện tử Hải Tâm nhé các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là bên mình có nhận độ chế camera theo yêu cầu. Các bạn muốn làm camera vào đâu, vào bất kỳ đồ vật gì, đồ vật dân dụng gì thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Mình sẽ tư vấn cho các bạn làm sao mà để nó có sản phẩm nó hợp lý nhất. Và các bạn nào muốn tham khảo thêm các sản phẩm và giá công khai của các sản phẩm bên cửa hàng mình thì các bạn truy cập vào website cameraquaytrộm.net các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.